Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, những thành viên của cộng đồng di sản cổ phiếu tự do tài chính. Như đã biết thì chúng ta đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm sinh nhật tròn 1 tuổi của xóm Tích Sản. Và một trong số những hoạt động mà chúng ta đang bắt đầu tham gia đó chính là cái mini game có tên là cổ phiếu may mắn. Với mục đích là để chúng ta có thể khuấy động phong trào một chút và quan trọng hơn là được có dịp để cùng nhau ôn lại những cái kiến thức ý nghĩa có giá trị về những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang cùng nhau đầu tư Tích Sản. Cuộc thi này của chúng ta đã được khởi xướng từ ngày 16 tháng 8 và đang ở trong cái mini game tuần 1. Vậy thì hôm nay thay mặt cho AZFIN thì Nam xin phép sẽ đi tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của tuần 1, cũng như là đưa ra câu hỏi và các gợi ý trong mini game của tuần 2. Với cái câu hỏi được đưa ra dành cho một cổ phiếu có tên là P, với chữ P ở trong mã cổ phiếu của mình, chúng ta có 6 gợi ý. Gợi ý thứ nhất chính là mã cổ phiếu này thì nằm trong một ngành mang tính chu kỳ và cũng chịu những ảnh hưởng rất là mạnh từ cái đại dịch Covid-19. Đó là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đã được gây dựng rất là bền vững trong một thời gian dài rồi. Thì doanh nghiệp này đã chứng tỏ được là nó giữ được cái mức tăng trưởng tương đối tốt trong thời gian vừa qua. P thì gần như nắm cái vị thế độc quyền trong lĩnh vực của mình. Nó bỏ xa các đối thủ khác về độ mạnh thương hiệu cũng như là sức bao phủ thị trường. Đây, với cá nhân Nam thì đây là một gợi ý có thể nói là quan trọng nhất trong số 6 gợi ý mà chúng ta đưa ra ở đây. Và thứ ba đó là P thì sở hữu cái nền tảng tài chính lành mạnh, dòng tiền khỏe và biên gộp hấp dẫn, có thể nói hấp dẫn nhất trong ngành. Và điều này thì được chứng minh ở cái câu chuyện về cổ tức, đó là hàng năm thì cổ phiếu P này trả cổ tức rất là đều với mức không quá cao, mức khá tốt ở mức là 6%. Tiếp theo thì doanh thu của P thì luôn nằm ở trong top đầu của VN30. Và xét về tiềm năng tăng trưởng như thế nào thì có thể nói là tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp này tương đối rõ ràng nhờ vào cái cải tiến cái mô hình kinh doanh họ đang thực hiện. Bên ngoài các cái lõi kinh doanh của mình thì họ đang chuyển mình để gia tăng cái hoạt động phụ trợ giữa cái sự tư vấn của một nhóm cổ đông chiến lược có thể nói là đầu ngành ở trong cái lĩnh vực của mình. Còn về hoạt động kinh doanh cốt lõi thì sao? Nó vẫn rất tốt, nó gần như là hoạt động thiết yếu. Cái này quý vị để ý nhé, gần như là hoạt động thiết yếu và vẫn sẽ được duy trì cái tốc độ tăng trưởng tốt trong dài hạn. Và xét về rủi ro thì P là một doanh nghiệp mà có thể nói là bị ảnh hưởng nhiều bởi cái việc mà biến động giá thành của nguyên vật liệu đầu vào và năng lực cung ứng của hệ thống mạng lưới các đối tác. Vâng, trên đây là 6 cái gợi ý về dành cho cổ phiếu P. Vậy thì với những gợi ý như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem là câu trả lời của các thành viên trong cộng đồng như thế nào nhé. Ở trước cộng đồng chúng ta nhận được đâu đó khoảng 567 câu trả lời. Phần lớn các câu trả lời được phân hóa vào 3 nhóm chính. Đầu tiên là HPG của Hòa Phát này. Thứ hai là PNG của vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thứ ba là PLX của Petrolimax. Một số anh chị thì Nam thấy là gõ là PXL thì không biết có phải là ý là PLX hay không. Ngoài ra thì có một nhóm các anh chị khác thì trả lời là PVT này, là TCB này và TPB. Vâng, về cơ bản thì một số anh chị trả lời là PAU nữa. Vâng, vậy thì cơ bản là chúng ta có thể tóm tắt lại là chúng ta có 3 nhóm phân hóa ra thành 3 nhóm chính, đó là HPG, PNG và PLX. Ngoài ra có một số anh chị chọn những lối đi riêng với Techcombank, với Tiên Phong Bank, với vận tải dầu khí. Vâng, và cả với PAU nữa. Vậy thì câu trả lời chính xác là gì? Với hơn 560 anh chị đã tham gia thì thay mặt cho AZFIN thì Nam xin được công bố là câu trả lời chính xác của chúng ta của mini game tuần 1 chính là PLX của tập đoàn xăng dầu Petrolimax. Với cái đáp án là PLX thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm xem chủ nhân của câu trả lời may mắn. Vâng, rất nhiều anh chị trả lời là PLX đã đúng rồi. Vậy thì yếu tố thứ hai nữa đó là may mắn. AZFIN sẽ tiến hành quay số để xem là chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất, chọn đúng cả con số nữa, nằm ở đâu. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau quay số may mắn ở trên trang web là random.com.vn. Vâng, số đầu tiên là 048 để xem có anh chị nào không ạ? Không có. Số 048 không có. Số tiếp theo là 162. Vâng, có một anh chọn, anh Văn Thông chọn là 162 nhưng câu trả lời là PNG thì không chính xác rồi ạ.
953, không có ai. Và tiếp theo là 010. 010 vẫn 010, anh Thành Nguyên trả lời PNG không chính xác ạ. 034 ạ. 034 không có anh chị nào trả lời. 427. 127 không có. 827 cũng không có. 801 ạ. 801 cũng không có. Nam đoán là chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thời gian cho cái câu chuyện này. 55, vâng, chúng ta chỉ có 555 thôi, còn 552 không có. Bảy năm bốn cũng không có. 899 ạ. 899 không có. Tiếp theo là 725. 725 chúng ta không có. 382 cũng không ạ. 177, vâng 177, nhưng một lần nữa chị Thùy Dung, vâng chị Thùy Dung Nguyễn trả lời là PNG nên là không chính xác ạ. 498 không có ai ạ. 743. 743, vâng chị Trần Mai Anh trả lời là 744, chọn PNG. 436 không có anh chị nào lựa chọn. có vẻ là nhiều anh chị trả lời là PNG thì lại chọn được đáp án là con số chính xác, là con số may mắn. 405 ạ. Không có ai. Không biết là chúng ta sẽ có thể dừng cái quá trình này, lúc nào chúng ta có thể dừng quá trình này được. Vẫn chưa thấy có anh chị nào trả lời đúng con số, lựa chọn được con số may mắn. 027, tiếp tục không vai. 821 cũng không có. 281 cũng không có. Và anh chị nó đếm được là chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần quay ạ? 861 đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Nhưng câu trả lời là câu trả lời HPG không, không được đâu. Câu trả lời thì lại không chính xác. 578. Vậy là chúng ta đã chọn được ra, nó không nhiều lắm, 3 anh chị đúng không ạ? 3 anh chị là trả lời đúng, là trả lời vâng, lại là HPG 346 ạ. HPG 346. Có 2 anh chị trả lời PNG và 2 anh chị trả lời HPG rồi. Đúng con số may mắn rồi. Nhưng không đúng về câu trả lời, không đúng về mã cổ phiếu. 060. À, chúng ta làm lại nhé. 060. Không có ai. 541. Không có. 159 ạ. 159 PNG. Vâng, lại là PNG ạ. HPG 159. PLX. PLX chúng ta thấy PLX rồi ạ. Đây rồi, đây rồi, vâng. Đây rồi ạ. 159 chính là con số may mắn của ngày hôm nay. Anh chị có thể theo dõi ạ. Có 6 anh chị chọn là 159 cơ. Wow. 6 anh chị. Và có 2 anh chị trả lời là PLX. Anh, đây là chị Đinh Hiên ạ. Chị Đinh Hiên trả lời là PLX. Anh Tạ Thanh Nhẹ. Vâng, anh Tạ Thanh Nhẹ trả lời là vâng, cũng là PLX. Chúng ta kiểm tra lại một chút xem là anh chị nào trả lời trước nhá. Anh Tạ Thanh Nhẹ trả lời vào lúc 7:30 tối ngày 18/6. Còn chị Đinh Hiên thì trả lời năm xin lỗi là ngày 16/8. Chị Đinh Hiên trả lời là vâng, chị Đinh Hiên trả lời sau rồi vào 8:24.
tối ngày thứ hai 16 tháng 8, tức là sau khoảng gần một tiếng so với câu trả lời của anh Tạ Thanh Nhẹ. Vâng, vậy thì chúng ta đã có thể tìm ra được chủ nhân của câu trả lời chính xác về mã cổ phiếu và người đoán đúng được cái con số may mắn của ngày hôm nay, đó là anh Tạ Thanh Nhẹ. Vâng, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm ra được chủ nhân của phần quà may mắn tuần này, đó chính là một khóa học mang tên là nhận diện 9 thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính của doanh nghiệp có giá trị là 599.000 đồng. Khóa học trên Agfin Academy sẽ giúp cho các anh chị có thể trang bị được những cái khả năng, những cái kiến thức để chúng ta có thể đọc hiểu báo cáo tài chính này, ứng dụng và đầu tư thực chiến. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được những cái thủ thuật, những cái câu chuyện mà cách thức mà làm sao các doanh nghiệp họ xào nấu cái báo cáo tài chính của mình. Và khi mà hiểu rõ được những cái thủ thuật này rồi thì chúng ta có thể loại bỏ được, như Agfin đánh giá là khoảng 90% các cái doanh nghiệp xấu ở trên thị trường. Xin chúc mừng anh Tạ Thanh Nhẹ đã là chủ nhân của phần quà may mắn ngày hôm nay của mini game tuần 1, và xin cảm ơn tất cả hơn 560 anh chị đã tham gia vào mini game tuần 1 và đưa ra những câu trả lời rất là thú vị. Vâng, sau đây thì xin phép cho Agfin Nam sẽ công bố câu hỏi của mini game tuần 2 và các cái gợi ý. Câu hỏi của tuần này của chúng ta, mã cổ phiếu có ký tự là B, có ký tự B ở trong mã cổ phiếu của mình. Thì gợi ý thứ nhất, đây là một trong những cổ phiếu được xóm tích sản rất ưa thích và quan tâm. Mọi người đã thấy quen chưa? Nó thuộc ngành xương sống của nền kinh tế và cũng là ngành có nhiều mã cổ phiếu nhất thuộc danh mục VN30. Ngành có nhiều mã cổ phiếu nhất thuộc danh mục VN30 ạ. Mọi người có thể đoán ngay ra được ngành nào không ạ? Vâng. Thứ hai nữa là nó sở hữu một cái nền tảng tài chính rất là mạnh, luôn nằm trong top đầu về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh. Cổ đông tiếp theo nữa thì cổ đông lớn của B cũng chính là những khách hàng lớn và tiềm năng của doanh nghiệp, sở hữu những cái tập khách hàng rất là lớn mạnh và trung thành thuộc loại bậc nhất ở trên thị trường. Và B thì là một trong những doanh nghiệp mà có thể nói là Agfin đánh giá là có thể nói là trong thời gian gần đây họ theo cái hướng chuyển đổi số, chuyển mình rất mạnh, doanh nghiệp hiện đại, năng động và trẻ trung. Với cái bộ nhận diện thương hiệu, bộ nhận diện của B thì cũng đã được thay đổi vào năm ngoái như là một cái lời khẳng định cho bước chuyển mình này. B thì đã và đang được hướng đến xây dựng một cái hệ sinh thái có thể nói là toàn diện này, đầy đủ và khép kín, mang lại những cái kết quả rất là tích cực cho doanh nghiệp này. Cái gợi ý tiếp theo rất quan trọng, anh chị chú ý nhé, đó là mảng bảo hiểm của B thì cũng được đánh giá rất là cao. Khi công ty con trong mảng này thì có thể nói là hiện tại trên thị trường thì được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng nhất. Gợi ý tiếp theo của riêng Agfin ạ, đó là nếu như nắm giữ cái cổ phiếu B này theo khuyến nghị của Agfin từ tháng 4 năm 2020 thì hiện tại thì cổ phiếu này đã mang về cho anh chị cái mức tăng trưởng đâu đấy khoảng 200%, tức là gấp 3 lần về thị giá. Trên đây là cái phần câu hỏi cũng như là các gợi ý của Agfin cho mini game tuần 2 với chủ đề là cổ phiếu B là gì. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị nhà đầu tư, những thành viên của nhóm Tích Sản đã ủng hộ và theo dõi Agfin trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là nhiệt tình trả lời các cái câu hỏi của mini game tuần 1. Rất mong là quý vị anh chị sẽ tiếp tục đào sâu suy nghĩ, phân tích để có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho mini game tuần 2 cổ phiếu B là gì. Đồng thời là chúc anh chị có thể chọn được con số may mắn ở mini game tuần 2 để chúng ta có thể nhận được phần quà, đó là một khóa học đứng trên vai người khổng lồ ở trên Agfin Academy có trị giá là 1.480.000 đồng. Vâng, và Nam cũng xin bật mí là vào mini game vào tuần sau chúng ta cũng sẽ bắt đầu khởi xướng một cái cuộc thi có thể nói là lớn hơn rất nhiều và sẽ có cái sức lan tỏa cũng như ý nghĩa, và được Nam xin khẳng định là được xóm Tích Sản tương đối là mong chờ. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở mini game tuần sau.